là người chuyển giới nam. Và hai vợ chồng em là đã kết hôn rồi và là vợ chồng hợp pháp. Không, gần mười mấy lần lận. Mười mấy lần hả? Ông này ông quen, ông dám kể đó. Bây giờ mẹ có hỏi cho con không? Mẹ không hỏi thì con bắt cóc con gái mẹ ở đây luôn. Con gái mẹ không bao giờ qua bển cho mẹ khóc quá trời mẹ khóc. Chịu mà, cho mà. Sợ, khóc. Ông này thì tự nhiên em hết hồn. Là ông nói, trời ơi, ngủ gì con gái gấp gì mà ông ngực. Đó, cái ông toàn lúc cái tay mà ông lấy một tay của ông mở cái nút em cái là em hết hồn rồi. Đầu tiên quen cùng giới thì em cũng đem Google tá loại hết trơn luôn. Mà học sao là em làm y chang vậy đó. Cái hình như em làm tốt quá hay sao á. Trong lòng mê. Xin chào cô Hồng Vân và chú Bây Quốc Thuận. Bây giờ chúng ta thống nhất với nhau là anh với chị thôi. Em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Chào tất cả khán giả ở đây và khán giả đang xem đài. Em tên là Hồ Quỳnh Nhi, mọi người thường hay gọi em là Muối. Em năm nay 25 tuổi. Em là người Mỹ gốc Việt và hiện tại em đang kinh doanh online ạ. Gốc là sinh ra ở Huế nhưng mà theo ba mẹ qua định cư ở nước ngoài từ nhỏ. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, chào mọi người. Em tên là Tô Trần Di Bảo, tên thường gọi của em là Bi. Em năm nay 26 tuổi. Bi hả? Công việc của em là kinh doanh online giống vợ em luôn. Nhưng mà hai đứa thích chương trình này không? Dạ, rất là thích luôn. Có một điều rất là đặc biệt ở vợ chồng em. Đó là Bi là người chuyển giới nam. Và hai vợ chồng em là đã kết hôn rồi và là vợ chồng hợp pháp. Bi là cũng ở nước ngoài luôn. Dạ không, em ở Việt Nam. Em bị dụ về Việt Nam. Hồi đó không có phải là kinh doanh online. Học ở nước ngoài em học xong y tá rồi. Cái sau mê ông này quá xong về. Mà cơ duyên nào gặp để mà bị dụ? Tụi em quen trên Facebook. Em nhắn tin cho em trước. Hồi đó em mê ông này lắm. Ông này có rất là nhiều tài. Ông này rap nè, rồi hát hò trên Facebook rầm rộ lắm. Thì cũng có nhắn tin nói chuyện qua lại. Rồi tới khi mà tháng 2 em có một cái dịp về Việt Nam thì ông này ông mới rủ em là đi chơi hôm. Thích rồi, thành ra đồng ý liền. Cái lần đầu tiên mà em gặp bạn này ở ngoài thì lúc đó em có ấn tượng gì bạn này? Lần đầu tiên em gặp vợ em ở ngoài thì vợ em xinh lắm. Lúc đó trắng lắm anh. Trắng rồi nhỏ nhắn, rất là xinh. Rồi em bắt đầu em đi chơi. Em thấy cái bạn này bạn lạ lạ, bạn rất là vui, rất là tạo niềm vui cho em. Cái em lúc đó em thích quá. Em quyết định theo đuổi vợ em luôn. Em là thích thích bạn Bi trước đúng không? Dạ, thích ở đây là mê như kiểu thần tượng. Chứ không phải thích là tôi sẽ quen cái người này. Là ngưỡng mộ đó. Dạ. Rồi cái việc mà theo đuổi cô này có dễ dàng không Bi? Khó lắm. Em đi chơi với cái cô này nè, xong em tỏ tình cô này cũng không chịu. Tháng 4 em cũng tỏ tình, cô về cô nói cô đi chơi với em. Cũng có nắm tay như các cặp đôi bình thường vậy. Nhưng mà cô không chịu quen. Cô nói là thôi anh ơi em không quen được sao lắm. Sao quen được, quen sao có tương lai. Có nghĩa tới lần thứ 3 cô mới chịu. Dạ không, gần mười mấy lần lận. Mười mấy lần hả? Ông này ông quen ông dám kể đó. Dụ là quen anh đi rồi năm sau anh cưới. Mà cái gia đình em là cứ hối cưới hoài à. Dù em cái đó nặng nhất rồi mới dính. Tự dính luôn. Nghe lời, nghe nói cưới cái mừng á đúng không? Mừng. Mà mấy lần trước khi mà em bị từ chối như vậy á thì lúc đó cái em có buồn không? Dạ buồn, tính là thôi, tao không cua mày cho mày biết luôn. Thấy em không nhắn tin là nhắn tin lại. Ê anh ơi anh đang làm gì đó? Ba bên gia đình em á khi mà biết em quen Bi thì là có cái phản ứng gì không? Em trải qua cũng nhiều mối tình rồi thì thấy cũng mối tình nào cũng đau khổ hết trơn á. Thành ra em có nói với ba mẹ là nếu như mà con quen một người thì nếu con hạnh phúc thì ba mẹ có vui không? Cuộc đời con sống con chỉ cần một người mà một người bạn đồng hành với con thôi à. Con không có quan trọng ai hết trơn thì ba mẹ em đồng ý mà không những như vậy rất chi là thương Bi luôn. Cực kỳ thương. Chắc chắn là Bi là không có qua bển gặp gia đình rồi đúng không? Mẹ về hồi tháng 2 á thì em cũng rất là thích mẹ vợ. Tại vì mẹ vợ rất là hiền. Lúc mà mẹ qua bển thì em vẫn giữ liên lạc. Tại vì em nghĩ là trời ơi thích gái người ta mà. Tái lòng gia đình. Lúc mà cái tháng 2 mà em nói là em về đó là chưa gì là đã dẫn mẹ em đi mua cho mẹ em một đôi giày. Lấy lòng mẹ lấy vợ lòng, mà. Lấy lòng. À không, còn mua cho mẹ em một cái lắc nữa. Ủa tặng lắc nữa hả? Tặng lắc nữa. Bạn này ông khoái tặng lắc lắm. Chỉ có ba em là hơi kỹ tính thôi. Còn mẹ em thì là ba vợ. Ba vợ. Tình cảm của các bạn coi như là đến bao lâu thì mới bắt đầu là mặn nồng với nhau? Ngay từ cái giây phút mà em đồng ý em quen thì bắt đầu khi lúc đó là chồng em có một số khó khăn. Nói chung là công việc rồi cũng nhiều cái chồng em cũng stress rồi ở có một mình Thì em nói với chồng là thôi để cho em gắng em học xong rồi em về để em phụ anh làm việc. Thì từ cái lúc mà em về, hai vợ chồng ở chung thì lúc đó tình cảm của tụi em là mặn nồng. Có nghĩa là khi mà ba mẹ em biết Bi chuyển giới như vậy thì là mọi người vẫn ok bình thường đúng không? Mới đầu em giấu mẹ, em hỏi là con phải gái không? Không phải gái, trai, trai mà. Rồi thì nói chuyện chắc mẹ cũng biết mà thấy con em giấu nên mẹ cũng mẹ neo theo em luôn. Chỉ có lúc mà em quen được một năm thì vợ em mới nói là giờ cưới chưa? Cưới tại đi hứa. Tại vì hứa em quen năm cưới mà.
Lúc đó em cũng lo lắm, tại vì hai anh rất là khó, ba vợ cũng kỹ tính nữa, chỉ có mẹ là thương thôi. Rồi em nói là mẹ ơi, mẹ hỏi ba giùm con đi, cho cưới hôn thì hai bên gia đình nói chuyện. Hai ba lần em hỏi từ từ mẹ rửa rồi, mẹ nói với ba mấy bữa nay mẹ bận quá. Một bữa nào cái em nói vậy nè, bây giờ mẹ có hỏi cho con không? Mẹ không hỏi thì con bắt cóc con gái mẹ ở đây luôn, con gái mẹ không bao giờ qua bển, cho mẹ khóc quá trời mẹ khóc. Chịu mà, cho khóc mà luôn. Sợ khóc. Ba như thế nào? Nhưng mà còn gia đình của Bảo thì có thương muối không? Em chỉ có mẹ thôi, mẹ em không có ở chung nhiều với tụi em. Nên tụi em chỉ có ở tức là Bi ở Sài Gòn một mình thôi. Vậy thì mình muốn hỏi luôn nghe, cái lần đầu tiên đó Bi dụ bả hay là cô ấy dụ Bi? Dạ em dụ. Em ở đâu? Ở nhà. Dạ ở nhà, tại vì hai đứa ít, rất là ít đi chơi. Cái em nói là em ơi, em ngủ hai phòng làm gì, thôi qua em đây em sợ ma. Cái em kêu đi vô phòng, cái em khóa cửa cái gắt đó. Ủa anh làm gì vậy? Nói, thì ngủ chứ làm gì, thôi em ngủ đi, anh đâu có làm gì em đâu. Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi. Lúc đó sợ sợ nhưng mà cũng kiểu thích, tại vì không biết sao nữa. Nói chung cái cảm giác nó mông lung mà nó thích lắm kìa. Thì em cứ theo cái cảm xúc của em thôi. Ông này thì tự nhiên em hết hồn. Là ông nói trời ơi ngủ gì con gái gấp gì mà ông ngực. Đó, cái ông toàn luôn cái tay mà ông lấy một tay của ông mở cái nút em cái là em hết hồn rồi. Cái em nhìn ông, em nói trời ơi, anh có xin phép anh mở ngực cho em nha. Thì có xin phép nhưng mà chuồng có mở trong một giây luôn, em sẽ mình hết hồn. Nhiễn quá, thao tác quá nhiễn. Một cái em hết hồn, em nhìn lên cha dụ hết bao nhiêu cô rồi. Đáng lẽ là tụi em sẽ kết hôn ở Việt Nam, thì ba mẹ nói ba muốn có một cái đám cưới hoàn thiện, hoàn thiện, có trên hợp pháp trên giấy tờ như những cái cặp đôi bình thường khác. Nên ba nói là phải qua Mỹ đám cưới. Bây giờ trong một thời gian ở với nhau như vậy rồi, lấy nhau về vậy rồi, không biết anh ấy có lòi cái tật xấu gì ra không? Tật xấu hả? Tật xấu thì nhiều lắm. Rất là nhiều luôn. Ông cứ đeo em vậy. Vợ ơi, lên nhà đựng cái coi, lên trên phòng cưng cái coi nè. Với lại ông dê. Ông dê nữa. Một năm quen, tới nửa năm sau là một năm rưỡi mới đụng được người ông này. Đó. Thì em đâu có biết làm sao đâu. Lần đầu tiên quen cùng giới thì em cũng lên Google tá loại hết trơn luôn. Học sao là em làm y chang vậy đó. Cái hình như em làm tốt quá hay sao á. Cái ông này cũng mê. Sáng sớm mình mới lơ mơ ngủ dậy à, cha tắm rửa sạch sẽ, cái cha nằm cha mang cái quần xà lón thôi, cái cha nằm mà cái tướng nàng tiên cá đó kiểu vậy nè. Cái mình thấy cái mùi gì sai sai rồi, cái ông nói một miếng thịt rất chi là thơm ngon mà đang chờ em xơi. Rất là tình cảm, nhưng mà thường tình cảm hay gọi nhau là mày tao. Mày thấy ghê quá Bi ơi, tao đói thiệt mà tao nhìn mày tao nuốt không nổi, tao mất ói luôn á. Ai mà mang áo dây vô phải không? Là ông ghê lắm. Ông làm cái kiểu vậy nè. Ông làm cái ghê lắm, kiểu ông làm giống như là thú vậy. Nhưng mà cuối cùng là cái bữa đó là em có xơi cái miếng thịt không? Không. Không xơi heo queo luôn. Nhưng mà Bi là Bi ghê thiệt hay là Bi giả bộ giỡn cho chọc muối? Dê thiệt. Dê thiệt. Ra ngoài đường em vẫn rất là giữ thể diện, giống như bà đang cúi xuống cái em lỡ em đụng đít của bà, cái em thấy người ta dòm cái trời em giả bộ em cúi xuống một xíu đi, ê cái này dơ quá. Nói là em là để ổng héo queo phải không. Hồi trước ông hay chia sẻ với mọi người là vợ em hay bỏ đi, ông để em héo queo 2 tháng trời ông không nhòm ngó gì em hết trơn á. Cái tự nhiên em nói trời ơi sao ông hết thương tôi rồi, cái giận cái đòi ly dị cái bỏ đi, cái thành ra bây giờ đòi ngược lại, ý là đòi dần dật là đòi bằng được. Thì em nói là em quen với cảm giác đó rồi. Nhưng mà nãy giờ kể là thấy khen không á, không có thấy cái tật nào mà là tật xấu luôn á. Vậy hả? Thực sự luôn, nãy giờ là thấy tật cưng. Chứ bây giờ đàn ông mà dê vợ mình á, đúng không? Là tật đó tật tốt mà. Thường là đàn ông bây giờ làm biến dê vợ mình dê vợ người khác, đúng không? Thôi giờ cho Bi đi, Bi kể tật xấu của muối đi. Tật xấu của vợ em là bề bộn. Bề bộn với hay sai em, với hay nịnh ngọt em. Ví dụ như là lúc mà đi qua bên Thái thì vợ em nói thôi hai vợ chồng mình đi du lịch đi, xả stress đi. Em nói vậy là qua bên bển đi ăn uống đúng không? Nói vợ em ừ qua bển. Qua bển 6 giờ sáng. Ê đi chợ đi xách đồ cho tao không? Em chứ không có tao, lúc nịnh là không bao giờ tao mày đâu. Em qua em cũng xách đồ, cái vợ em nói là xách hết. Không, mới rồi em chưa xách hết đâu. Trời anh, sao dạo này nhìn anh đẹp quá. Anh lực lưỡng quá, cái tướng anh xách đồ nhìn. Trời đẹp ơi là đẹp luôn. Ông đi tập gym. Cái em thích quá anh. Cái em xách quá trời luôn. Em xách mà từ sáng tới chiều, mà vợ em đâu phải là đi shopping mua mấy cái đồ mà xách hai tay đâu. Vợ em đi buôn. Em xách muốn chết luôn. Vợ em đi buôn 40-50 ký. Đâu. Ủa nhưng mà là em xách hết luôn hả Bi? Em xách xong rồi bắt đầu em đẩy xong rồi em kéo em làm. Rồi bạn có xách gì không? Em đâu có cho tới xách đâu. Lúc mà em nằm trên người em nói là trời ơi em ơi, em có còn thấy anh đẹp nữa không? Mày xuống rồi mày như con heo vậy á, mày không thích biết nhìn lại mày hả? Xuống. Ủa cháo trở vậy sao? Vậy cái mới là ủa vậy là hôm bữa tới giờ là mấy ngày giờ em dụ anh hả? Ừ chứ làm sao. Mày lại gì nè,
gian manh tráo trở nữa. À, ngồi ở đây có ly nước ở đó, không bao giờ lấy nha. Mà em ở tuốt làm sao? Anh ơi, lấy ly nước cho em. Đó. Là em bị ám ảnh, cái kiểu như em đi tắm mà bả không có kêu, mà em cứ nghe là anh ơi hoài. Lúc mà em mở cái máy, bả kêu gì, tôi đang tắm mà kêu gì. Bị ảo thanh luôn. Bị ảo thanh. Nghe nè, nhưng mà mỗi lần bị sai nhiều vậy có bực bội không? Dạ không. Giống như cái điện thoại lúc nào vợ em cũng cầm hết, hay là vợ em đỡ kẹp xuống dưới chân, cái vợ em nói anh ơi anh kiếm giùm em cái điện thoại đi, em kiếm gần nửa tiếng đồng hồ em mới kiếm ra. À, em kiếm rồi, dưới chân em nè đó. Rồi thôi, lúc đó em cũng bực lắm đấy. Thôi đừng hờn thù anh chút xíu nữa, chửi. Em hay nói vậy nè, cái cả cuộc đời phụ nữ của mình á là chỉ có một đời chồng thôi. Anh thấy nhỏ giờ mẹ em, ba mẹ em nuôi em như công chúa đâu đụng gì đâu. Mà giờ hả, anh nghĩ đi, người phụ nữ mà có biết bao nhiêu bạn bè mà rốt cuộc người ta hy sinh cả cuộc đời để làm vợ anh thì họ đáng được anh trân trọng. Mà cái người phụ nữ mình mà đẹp mà được chồng chiều á, người ta rất chi là khen ông chồng. Đó. Không, người ta thấy ông chồng này tâm lý quá. Ví dụ đi, em đi làm móng tay, móng chân, làm tóc, chồng ngồi đó cho em nha. Rồi người ta nhìn vào, người ta không có khen em mà người ta khen cái ông chồng này, trời ơi tốt tính quá à. Là anh tuyệt vời đúng không, là anh cộng điểm. Là thí dụ mà vợ có đi ra ở ngoài là anh mở cửa cho vợ, cái đó không phải là sai hoặc là taxi gì hết trơn á, nhưng mà người ta nghĩ là trời ơi cái người chồng này nó xuất sắc ghê luôn. Đó, rồi giờ gì em cũng làm hết. Tới đó giờ chắc nói chuyện với không ai giận em được hết đúng không? Tại vì ngọt ngào miệng lưỡi quá trời quá đất người à. Trời ơi. Vậy thì giờ hai bạn có mong muốn thay đổi điều gì không? Vợ em hay nói là phụ nữ lấy chồng để được chồng yêu thương. Thì em sẽ làm hết tất cả những gì mà em có thể làm cho vợ em thôi. Nên em cũng không cần vợ em. Cứ diện nguyên đi, cứ nguyên bản đi đúng không? Còn muốn sao? Chồng em hả? Ví dụ mạnh dạn hơn chẳng hạn. Cái gì mà sợ quá là núp sau lưng em. Vợ ơi, có một đợt đi Thái, nhạy cảm thiệt sự. Hai vợ chồng em mới nói vậy nè, cái này hơi tế nhị chút xíu, mình mua toy đi. Ông cứ xúi giục em mua, cái mình đi mình trốn trong đi cái ở ngoài, người ta chân ở ngoài, mình không có không đi vô mua. Cái đi tuốt ở trong hẻm cái kiếm thì em ngại thì em không dám tới mua. Mà kêu em mới nói là mua. Em đi tới mua đi, người ta em muốn chồng em quá trời ngại luôn. Rốt cuộc cái thấy quá trời to bự rồi, sợ quá hoảng hồn quá, em xanh lè em sợ luôn. Bà giờ bà lựa cái có chút xíu vậy à, bà lớn thế nào. Cái bà hỏi là cái này bao nhiêu tiền, cái bé đó nói 650 bát. Cái bà quay ra mà em đã sợ người ta thấy rồi, bà lớn tuốt đầu xa luôn. Cái gì mà mắc quá vậy, chạy giá không, 650 bát gì có chút xíu vậy. Mà mắc quá, mua lẻ người ta đi vô kìa, đi vô cái xong rồi mua xong cất vô cặp mua dưới luôn. Anh ta đi qua hai đứa tổng tiền đi về chết. Rồi mà em cũng dặn vợ em kỹ lắm, em nói thôi em về em lấy cái này là em phải cất, chứ không thôi á thấy mấy đứa nhân viên nó thấy đó, nó nhìn em mà cặp mắt khác. Cái rút cuộc hai vợ chồng cất giấu kỹ quá, cái mất tiêu tới giờ cũng chưa biết cái cảm giác là sao cả. Bà bỏ vô két ra mà. Đó là em muốn chồng em thí dụ như nhiều khi mình mạnh dạn hơn thôi. Giờ vậy thôi, vậy thôi đúng không? Chỉ cần giờ cứ mạnh dạn là thôi. Nhân đây á Vân cũng muốn tâm sự một chút xíu với lại các bậc phụ huynh, với lại các bạn. Rõ ràng là ở đây cuộc sống của mỗi chúng ta đều có một cái sự lựa chọn riêng, và cha mẹ nào thì cũng chỉ có mong muốn con mình được hạnh phúc. Thì Vân thấy là các bạn có một cái cuộc sống tinh thần nó tuyệt vời, cả chồng cả vợ các bạn rất là vui và các bạn cực kỳ hạnh phúc luôn trong cái cuộc sống của mình. Thì thành ra là những cái bậc phụ huynh thì chúng ta nên cởi mở, nên mở lòng. Con của chúng ta miễn là nó hạnh phúc là mình phải hỗ trợ, và mình gọi là mình tìm mọi cách để vun vén vào. Đó, cảm ơn các bạn. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn hai đứa. Mai Dũng năm nay 32 tuổi, em làm ngành trang trí nội thất. Thế cô dâu thì em là Ngọc Châu, là kiến trúc sư, năm nay 29 tuổi. Như vậy là hai vợ chồng này rất hợp nghe. Lấy nhau về chắc chắn là ngôi nhà phải rất là đỡ tốn tiền nhiều lắm. Đâu có đâu. Trời ơi, mà là song kiếm hiệp bích luôn. Vợ kiến trúc sư xây nhà. Vợ rẻ, chồng thực hiện. Nhà chồng thì trang trí nội thất xong. Vậy thì hai bạn quen nhau như thế nào? Lúc trước mình là công ty mình làm trước một năm. Sau đó là bà xã mới vô phỏng vấn. Thì trong tình cờ mà thiết kế vẽ thì rớt cái thước, mình nhìn thấy bà xã. Ở dưới mình nhìn lên thì cái đùi mình hơi to lắm. Đùi hơi to, tóc thì xù giống như là siêu black vậy. Sơn môi đỏ, như là ấn tượng ban đầu là không có được tốt cho lắm. Thậm chí còn nói với anh em đồng nghiệp thôi đừng có tiễn con này chứ. Chắc là em cá tính lắm đây nè. Yeah. Rồi lúc đó thì em nhìn thấy cái anh này thì lúc đó như thế nào? Ảnh sáng sủa đẹp trai nhất phòng. Sáng sủa đẹp trai nhất phòng. Dạ.
Nhưng mà em trong cái phòng đó là có mấy nữ mấy nam? Hai nữ ba nam. Mà cô này á là cổ làm kiến trúc sư. Dạ. Mà ăn mặc như vậy nhìn chắc cô cũng nam tính lắm đúng không? Dạ đúng. Thì cái điều gì mà em lại chọn cô này mà không chọn cô nữ kia? Trước khi bà xã vô thì có để ý một cô. Cô đó là nói chung là cũng cao ráo đẹp gái. Thì sau khi bà xã vô thì mình lại thay đổi cái... thay đổi cái thẩm mỹ luôn. Lúc trước thẩm mỹ của mình là một người hiền dịu nè, hơi nữ tính một chút. Nhưng mà sau này sau gặp cô này thì nó lại thay đổi cái cá tính hoàn toàn. Nhưng mà thì ấn tượng ban đầu của em dành cho vợ em thì là con tốt đẹp lắm, giống như là em chê vợ em vậy đó. Dạ đúng. Bởi vì thì làm sao mà em có thể là thay đổi và là sao lại yêu quan điểm không? Trong cái lúc mà hai vợ chồng đi chơi thì thấy được cái cá tính tốt của bà xã rất là tốt, rất là ga lăng, rồi đối xử bạn bè tốt. Ga lăng là sao? Ga lăng thích tất cả mọi người, trong công ty tất cả. Ví dụ uống cà phê thì em cũng đi mua cho mọi người, hoặc là đi đâu chở em cũng chở mọi người, hoặc là đi tích tiền cũng là cũng dành trả cũng vậy đó. Thường cái từ ga lăng là dành cho đàn ông, mà hôm nay là chồng em dành hai cái từ đó cho em, thì chắc chắn không phải là ga lăng trong chuyện uống cà phê không đâu, mà chắc phải ga lăng trong cái chuyện gì khác hơn nữa kìa. Trước ở phòng trọ thì có mấy bạn nữ thì dắt xe hơi yếu, mấy bạn nam thì không chịu dắt xe ra, bà xã thì sẵn sàng dắt 3-4 chiếc ra. Cho nên rất là ga lăng. Xong qua thời gian tiếp xúc tìm hiểu thấy bà xã này cũng hay, bà này thay đổi sở thích liệt. Gọi là nữ nhi tiêu biểu đó. Không, nữ nhi tiêu biểu mà trong đó có cái tính khí nam nhi rất là mạnh đúng không? Vợ em hình như là có cái tính nhiều nghĩa hiệp đúng không? Nghĩa hiệp đúng không? Dạ. Thường thì nam tính thì bao giờ nó cũng gắn liền tới cái chuyện là uống cà phê nè, uống bia uống rượu nhậu. Vợ em có biết nhậu? Vậy sẽ ham là nhậu cũng cơ đấy nè. Nhậu có cơ. Dạ có cơ. Có cơ là sao? Em bia thì mấy chai mà rượu thì mấy xì? Bia hả? Cũng có thể được nổi chết hơn gần cá. Không té đây. Uống có một chai mà xỉn lên xỉn xuống. Trời ơi. Uống mình nửa kết hả? Thế còn chồng em thì sao? Sơ cơ thì vẫn 90 với bà xã. Cái xíu này chị hỏi nè. Dạ. Có bao giờ hai chồng nhậu tay đôi không? Dạ thường xuyên ạ. Thường xuyên nhậu tay đôi mà luôn. Thường xuyên. Thường là đứa nào gục trước? Chung là em thì thích vui không vui. Có vui đó là em uống ngồi nói chuyện chơi á. Còn mà ảnh thì ảnh không thích. Anh uống một hai chai để anh đi ngủ. Tới giờ cũng vậy. Dạ đúng. Chị hỏi nè. Rồi á là em thường chứng kiến cổ xỉn. Dạ. Thì lúc mà cổ xỉn á là cổ làm gì? Mỗi lần là xỉn vô là cái chuyện nó gây sự. Thường là bà xã đổ lỗi với mình là không có lãng mạn lắm. Nói chung là không có nghe lời kia. Tại vì tại sao chị hỏi vậy là vì nè, trong cái lúc mà người ta xỉn á là người ta hay bộc lộ cái thật lắm. Dạ, cái mà lúc người ta ức chế bình thường người ta không nói ra. Rồi lúc xỉn chồng em làm gì? Uống vô là ảnh hưởng xỉn đi ngủ không à? Không nói gì hết. Dạ. Trời đất ơi, chỉ ngủ vậy thôi hả? Không nói, không gây sự, không gì. Anh ít gây sự lắm, em là người gây sự đầu tiên. Ồ, vậy hả? Vợ em gây sự có như thế nào? Mỗi lần gây sự ra là cái tay hay là điện thoại là cái gì là đập bể liên tục. Vậy hả? Ở trước bà xã như học KT sao á, hồi chút là đấm đá rồi đấm vô tường. Cũng may đấm vô tường á. Chị mới thắc mắc như nào, có nghĩa là em bị ức chế nhiều khi mà lúc mà em không xỉn về ông xã em. Dạ. Thì trong lúc xỉn em mới bộc lộ ra. Dạ đúng à. Vậy thì em nói cho chị nghe coi em ức chế cái gì sau khi mà lấy nhau rồi. Thì ảnh nãy cũng có nói rồi là ảnh không có lăng lăng. Mấy ngày mà sinh nhật hay là ngày cưới hay bất kỳ là ngày 8 tháng 3 ngày lễ gì á, không có gì hết trơn á. Còn cái gì khác hơn? Dạ chứ hai nữa là tại vì cái thời gian mà tụi em quen nhau á thì gia đình của ảnh cũng khó khăn. Hai đứa nó tự lo tổ chức cưới, em là người đứng ra vay tiền cưới, nói chung là lo hết chi phí này kia hết á. Ngoài những cái tật xấu mà em vừa kể thì còn những cái tật xấu này đâu? Ảnh cũng nóng tính. Cái hai chồng cãi lộn nhau á thì ảnh đập đầu vô tường, em thì đấm tay vô tường chảy máu vậy, hai người cứ vậy đó. Còn em bộ em vừa ý với vợ em lắm sao em cứ xỉn làm đi ngủ hay? Nói chung là vừa ý thì cũng có đó, nhưng mà nhiều khi cũng có cái không có vừa ý. Ví dụ hay cằn nhằn nè, mỗi lần uống cà phê là uống từ sáng tới chiều, em thì em chỉ thích ở nhà thôi. Ủa vậy là anh ngồi một mình hay là ngồi dạ, với có người lúc bạn? Thì ngồi một mình, lúc người bạn cũng quen, khá quen hồi xưa hay ngồi róc một mình á. Nên là uống cà phê ngồi đó mấy tiếng đồng hồ vậy đó. Ủa hai em là đã có em bé chưa? Dạ có rồi. Vậy là bây giờ còn ngồi cà phê một mình từ sáng tới chiều không? Dạ cũng bớt rồi. Dạ. Bớt hay là hết? Bớt rồi nhưng mà vẫn uống cà phê mấy tiếng. Vậy thì mấy tiếng đó ai là người của em bé? Tại giờ nó đang gửi những trẻ thì uống cà phê buổi sáng. Còn tối nếu mà có đi thì chồng giữ trẻ. Ôi trời, giữ trẻ. Bây giờ chỉ còn nhậu nữa không? Dạ còn nhưng mà nhậu ít lắm. Bớt thằng bạn là không, mỗi lần nhậu thì có thể có bữa nào mà yên tâm thì nhậu tới bến được. Cái chuyện nhậu của vợ em có làm cho em cảm thấy em phiền toái không? Em không thích không?
Chứ mình muốn uống là uống đến mức độ nào đó thôi. Chứ trong cái tầm kiểm soát của mình á. Em thích vợ em bỏ luôn không? Dạ muốn nhưng mà chắc không được chị ơi. Dạ, không cái dám ướt luôn thì thấy thương gì đâu á. Trời ơi em cứ ướt đi em. Nói với vợ đi em ướt cái điều đó. Ướt đi có bà Tiên Hồng Vân nè bà phụ hết cho. Điều khi em cũng muốn ướt lắm nhưng mà nói thiệt với anh chị là cái đặc thù của công việc tụi em là nó dạ giao tiếp với khách hàng rất là nhiều rồi. Xây dựng rồi thở thầy bắt buộc phải có. Dạ. Trời công việc của chị là cũng phải giao tiếp dữ lắm mà chị thề với em từ nhỏ lớn chưa biết uống một giọt bia giọt rượu nhưng mà vẫn làm được. Vẫn có nhiều khách hàng đâu có sao đâu. Bây giờ chị nói em nghe được giờ á em mong chồng em thay đổi cái gì? Đừng có vô tâm. Còn em? Em ước là bà xã là bớt nhậu lại. Dạ, lo cho chồng con chút xíu. Thấy chưa? Thấy chưa? Bốn cái điều nói kể xấu ra không ước điều đó. Ước cái điều mình gợi ý. Đó. Tội nghiệp quá. Cứ ước đi em. Và mong rằng là tụi em sẽ thực hiện điều ước của nhau. Yeah. Yeah cái đi. Yeah. Ok. Con xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận ạ. Con là Trang, con sinh năm 92. Hiện tại thì con, trước đây thì con làm nghệ thuật. Con đã từng có một thời gian là diễn viên múa và là giảng viên múa của trường Học viện Múa Quốc gia Việt Nam bây giờ ở ngoài Hà Nội. Và hiện tại thì vợ chồng con đang là kinh doanh tự do. Chúng con là kinh doanh về mỹ phẩm và quần áo thời trang ạ. Yeah. Ủa 92 là năm nay bao nhiêu tuổi ta? Dạ, con để mà tính sang lịch thì chắc là bây giờ bước sang tuổi 31 hay 32. Đấy, 32. Thế mà nhìn quá trẻ luôn, cô nhìn cô tưởng con. Dạ, và hiện tại thì bọn con cũng đã có hai bé rồi ạ. Trời ơi, quá surprise luôn. Đang suy nghĩ, chíp thôi mà đi lấy chồng sớm thế không biết bắt đầu đang nghĩ em, lòng. Em cũng nghĩ là cỡ 22, 23 thôi. Thiệt, thật sự luôn á. Ôi, sướng quá. Con là con còn lớn tuổi hơn Xí Ngầu nữa đó. Dạ. Xí Ngầu nhà cô là 94. Vâng, con 92. Bé lớn nhà con thì bước sang tuổi thứ 8 rồi đấy ạ. Bé thứ 2 thì là 4 tuổi rưỡi ạ. Ôi trời, con chú cũng mới chuẩn bị 8 tuổi. Con nhìn cô chú khác. Thiệt luôn á, để không, con trẻ quá. Chuyển qua bạn chồng có nó nhiều tuổi nữa. Thiệt, từ bất ngờ này sang bất ngờ khác nè. Con ạ, con thì con sinh năm 90 ạ. Lớn hơn 2 tuổi. Vâng, lớn hơn 2 tuổi. Con thì làm nghề nghiệp là ca sĩ tự do và cùng kinh doanh với vợ con. Con tên gì? Dạ, con tên là Xuân Sơn ạ. Xuân gì? Xuân Sơn ạ. Xuân Sơn. Sao hai đứa này nó trẻ dữ vậy ta? Chồng còn lớn hơn vợ 2 tuổi. Chắc suốt ngày á chồng hát vợ múa. Hai vợ chồng cũng phối hợp nhau. Trẻ hoài. Hay là dùng mỹ phẩm của con mà bị chắc, gọi chắc là có không? Trẻ hóa ngược lại đúng không? Rồi, chút nữa chút nữa giới thiệu cho cô chú cái tên mỹ phẩm đó để chú về chú xài để cho đúng chú rồi. Gịch cái tuổi chú lại. Con sẽ tặng cô chú cả trường quay luôn ạ. Ôi gì hả? Ôi, mỹ hóa quá. Gịch cái tuổi của cô lại nghe không? Vâng, vâng cho chú xin nha. Thôi, bây giờ hai đứa. Vâng. Kể cho chú nghe đi, cái lần đầu tiên hai đứa gặp nhau. Đúng rồi. Để chú đoán nha. Chắc có thể là vào một cái dịp nào đó con làm một cái MV ca nhạc. Thế là con cần một cái nhóm múa minh họa. Chú nói này cho con hiểu không? Vâng. Con cần một nhóm múa minh họa là minh họa cho MV ca nhạc này của con. Thì cái nhóm trong nhóm đó là có cô bé này. Vâng. Và con thấy Trang xinh quá. Và sau khi hoàn thành MV đó rồi con cua Trang luôn. Đúng không? Tức là ông ấy đoán không làm thầy bói á con. Đúng không? Đúng không, thầy bói có khác. Ừ, đúng. Thế thì con nghĩ chúng phải nên chuyển nghề đấy ạ. Ôi, trời, chuyển nghề đấy ạ. Bởi vì thực ra là nó không đúng 100% nhưng mà đến 90% đấy ạ. Ủa là sao? Tức là em được hai bạn công nhận là em đã có thể hành nghề thầy bói bữa nay cấp bằng. Đúng đúng. Ủa là đâu trúng không? Từ đó giờ là không bao giờ trúng. Không bao giờ trúng 100% là cặp. Không, mà chắc là chú có duyên với vợ chồng con. Ủa mà chú đón trúng không? Trúng. Tức là chú đến 90% nha. Trúng đến 90%. Trời ơi. Đâu bây giờ thôi kể cụ thể đi. Bây giờ con sẽ chia sẻ nha. Ừ, con chia sẻ nha. Hay là chồng chia sẻ nhỉ? Thôi hai đứa bánh tù xì đi. Quánh đi. Nói chứ. Quánh đi. 1, 2, 3. Rồi, đứa nào thắng chia sẻ. Vậy cái tiểu sử của vợ chồng con là như thế này. Thắng chồng mà. Mời em. Thì thực ra cái khoảng thời gian mà bọn con quen nhau thì con không biết là mọi người có tin không để mà đi đến cái ngày hôm nay khi mà chúng con từ yêu nhau dẫn đến kết hôn rồi là sinh hai bé và xây dựng gia đình. Thì nói thật sự với mọi người là bọn con quen nhau qua online ạ. Tức là cái khoảng thời gian đó thì là chồng con đang sinh sống và lập nghiệp tại Nam. Thì con ở ngoài Hà Nội. Thì khoảng thời gian đó là khoảng thời gian mà con và chồng con là hai vợ chồng là cùng vừa mới chia tay người yêu cũ. Thì có một ngày con thấy có một cái nick cũng khá là lạ khi mà vào inbox con ở trên Facebook ạ. Thì con vào con không hề thấy có cái sự tương tác nào cả. Thì tự nhiên lại vào inbox là chào em, anh có một chuyện này muốn nói chuyện với em được không? Thì con trả lời lại, tại vì nó vào trong cái phần tin nhắn chờ, thế nên là con cũng chưa rep lại được luôn lúc đó. Thì là đến khi con vào con trả lời thì con bảo dạ vâng, em chào anh có việc gì đấy ạ. Thì chồng con lúc đấy là con chưa vào Facebook xem, thì để xem là anh ấy nói gì đã. Thì anh ấy nói với con là anh là ca sĩ và hiện tại thì anh đang chuẩn bị ra một cái MV đấy. Con nói đến khúc này là chú đã thấy là coi như chú là coi như không cần nói nữa, tức là không cần nói nữa là bé này đồng ý rợn da gà luôn đó. Bé đồng ý là bây giờ chỉ vấn đề là như này này, cái MV đó quay ở Sài Gòn hay ở Hà Nội đó. Dạ, thực ra với cô là cái lúc mà anh ấy làm quen với con á thì anh ấy nói con là anh ấy chuẩn bị ra một cái MV
trong cái thời gian tới và anh ấy thấy gương mặt của con là phù hợp với MV của anh ấy. Ừ. Và anh ấy cũng ngỏ lời là muốn là mời con làm diễn viên chính trong MV đó. Thì đấy là lúc làm quen thôi ạ. Và đến bây giờ là 9 năm cả yêu cả cưới rồi, con chưa thấy một MV nào hết ạ. À, như vậy là cái 10% đó là em bị sai. Đúng, đúng. Tức đúng, là đúng em đoán đúng cái ước mơ của bé vợ thôi. Đúng rồi, nãy giờ tôi đoán sai à. Con ước là con được biểu diễn trong cái MV đó. Đó, tức là em nghĩ con, nhưng mà thực ra suy cho cùng là nghĩ đến bây giờ là tức là chỉ lý do để mà chồng con để làm quen với con. Làm quen thôi ạ. Tới bây giờ vẫn chưa có MV nào. Dạ vâng. Chưa có MV nào. Vậy thì bây giờ mình gom lại là chú đoán sai đó. Tức là con bảo chú đoán, nhưng mà chú đoán được ý chính rồi. Tức là có em mời tham gia MV, nhưng mà cái đấy nó không xảy ra là sự thật thôi ạ. Tức là em đoán được cái ước mơ của bé vợ chị đã nói rồi. Ừ. Ước mơ rồi bây giờ hỏi chồng nè. Nhã quá. Sao con? Dạ. Sao tự nhiên lúc đó lại con lại có một cái suy nghĩ là con có thể là có là lẻo lự tới cái mức mà con nói là bây giờ anh quay MV là thế nào? Bởi vì cô chú ạ, hồi đấy là mới chia tay người yêu xong thứ nhất này. Mà mình làm nghệ thuật ấy, nó rất là ảnh hưởng tâm lý. Cô đơn lắm. Thế là tự nhiên một ngày lướt Facebook rất là đẹp, mình không hiểu vì sao sợ lại có cô bé nào trong nick mình thế này, mà sao lại có bạn bè chung, bạn là bạn bè không biết được, không hiểu là kết bạn từ bao giờ. Thì ra mình nhìn và ấn vào profile xem, ui xinh quá. Ôi, mới lớn mà chú. Cái tuổi mới lớn mà. Xinh thế mà còn làm nghệ thuật đó. Ui điểm chung chết rồi. Phải thử thôi. Phải chỉ còn một con đường là làm MV rồi. Đấy, lúc ấy mình nghĩ là mình đang ở trong Sài Gòn mà cô ở ngoài Hà Nội, bây giờ sẽ làm quen kiểu gì bây giờ để gặp nhau mà để nói chuyện, cái lý do làm sao cho nó hợp lý nhỉ. Chắc mình vừa mình thi xong chương trình đấy, chắc người ta cũng biết đấy, thôi lấy cớ đấy như nào. Con thi chương trình gì? Giọng hát Việt. Giọng hát Việt. Rồi sao nào? Rồi xong sao nữa? Thì xong thì thực ra là xong rồi cái cuộc hành trình mà để tán ấy nó cũng rất là dài. Thực ra là mình lấy những cái gì nhỉ? Những cái bản năng, những cái mà mình có gì có năng khiếu, mình sẽ đẩy hết ra, xô hết ra cho người ta. Nó rất là dài, ví dụ như này, kể một cái đơn giản như này các bạn. Đầu tiên là con mời đóng MV này, thì cô ấy cũng đồng ý, cũng thích, rất chắc là cũng biết rồi. Chắc cũng ấy cũng đồng ý nói chuyện qua lại đúng không? Nói chuyện qua lại thì mình là đàn ông mà. Thì mình cũng phải này kia, thực ra là mình ý đồ sẵn là mình tán tỉnh rồi. Sau nhiều lần nói chuyện thì cảm thấy lại càng hợp hơn nữa. Thế cảm thấy cũng như là người ta nói là cuốn ấy. Cuốn. Nhưng mà cổ hỏi xoáy vào cái nội dung của MV ca nhạc không? Lúc đấy cũng có hỏi, nhưng mình trả lời là hay phải tưởng tượng ra thôi, vấn đề gì đâu. Em yên tâm, anh đang trong quá trình gọi lên kịch bản này kia. Đang chờ. Em yên tâm. Anh đang nghĩ nào để anh bốc phét cho nó gọi là có biết mà, có biết chứ. Rồi xong rồi á là cái lần đầu tiên á mà con hai đứa gặp nhau á là ở đâu? Trong Nam hay ngoài Bắc hay là bằng cách nào để mà gặp? Sau 2 tuần có nói chuyện, xong đến 3 tuần rồi phải tầm đến tầm 1 tháng con bắt đầu con nói là con thích. Con bay ra Hà Nội. Không, con chưa thích đã. Tôi thích ấy. Sau bắt đầu mới nói chuyện theo kiểu xưng hô kiểu khác đi một chút. Nói chuyện theo kiểu là nó nhẹ nhàng hơn một chút, anh em nó dịu dàng hơn. Sau lúc đó là lúc chưa gặp đâu ạ. Phải đến mấy tháng sau mới. Hai tháng sau ạ. Con vẫn nhớ là cái khoảng thời gian 1 tháng thì tức là nói chuyện với nhau được 2 tuần thì anh ấy nói là anh ấy thích con. Xong tiếp theo là nói đến 1 tháng thì anh ấy nói là tình cảm bắt đầu nó hơi sâu một chút rồi. Chắc là nó có thể gọi là yêu không? Đấy, nói con như thế. 1 tháng đã nói yêu thì mới đầu con chỉ nghĩ đơn giản là tại vì bản thân con là một cái người rất là sống rất là tình cảm và con luôn thích tức là người yêu mình là phải ở bên cạnh mình chứ mình không yêu được xa. Thế là con nghĩ là mới đầu thay thôi. Mình cứ đồng ý đi. Trước mắt là để giải quyết cái coi là nỗi buồn của mình có người bạn bầu bạn tâm sự cho nó vui đã. Thì con đồng ý bình thường. Thế xong bắt đầu từ cái ngày hôm đó đồng ý thì là bắt đầu hai đứa bắt đầu tìm hiểu nhau kỹ hơn, chia sẻ và tâm sự cả bên hai gia đình kỹ hơn này. Sau đó là bắt đầu đến khi mà anh ấy có một cái buổi tức là sao bay ra ngoài Hà Nội diễn cái chương trình bài hát yêu thích ạ. Con vẫn nhớ lần đầu tiên là như thế. Thì là anh ấy bay ra thì anh ấy có hẹn con là ngày này anh ra để anh làm công việc thì anh kết hợp anh sẽ ra để chúng mình gặp nhau luôn. Thì sau khi mà nhận lời yêu sau khoảng 1 tháng, đến tháng thứ 2 là bắt đầu anh ấy bay ra và bọn con gặp nhau từ lúc đó. Rồi. Đấy cô muốn biết cái hôm mà gặp nhau ấy. Đó, trước giờ toàn là gặp nhau. Qua online thôi. Là có thể làm FaceTime. Có lúc đó FaceTime rồi đúng không? Con đi làm về, nghĩa là con đi hát tại phòng trà về này. Là 11 giờ. Bao giờ cũng bắt đầu ra ngoài sân bắt đầu là dựng bàn dựng ghế xong rồi mở iPad lên bắt đầu gọi đến nói chuyện 4 giờ sáng mới đi ngủ. Trời hầu như không nặng thêm. Nhưng mà cái quan trọng là gặp nhau ở ngoài kìa. Đúng đó. Rồi, ở ngoài đời. Cái hơi ấm nó tỏa ra này. Ánh mắt thì phát ra những cái tia lửa gọi là này cái nọ các thứ đó. Tụi con nói cái cảm xúc của tụi con lúc đó. Ở ngoài đời nó có ăn ảnh không? Nghĩa là ngoài đời nó có đẹp hơn khi mà mình nhìn qua điện thoại hay không? Đó, và có một điều gì đặc biệt hơn. Hai chồng nói trước đi. Đâu con nói thử vào lúc con gặp. Cái lúc mà tán nhau yêu nhau qua internet ấy, đã là
gọi là rực cháy tình yêu lắm rồi, muốn gặp quá rồi, không thể chịu được rồi. Xinh quá đúng không? Vâng đấy, là muốn thật tận nơi xem mà thực tế là thì như thế nào. Rồi khi thực tế thì như thế nào? Thực tế này quá tuyệt vời chứ ạ. Hơn cả trong hình ảnh và trong video call. Hơn những gì mình nghĩ. Nhau ở sân bay, hôm đấy cũng ra đón. Ra đón con. Dạ vâng. Ở sân bay. Trong muôn vạn người đó, con có nhận ngay ra cổ không? Ui, ra ngay. Ra ngay đúng không? Ra một phát là thấy ngay đúng không? Hoàn toàn cho hỏi cái. Rồi. Rồi, tại vì ổng là ca sĩ và bên này là diễn viên múa nữa. Rồi cái giây phút mà nhào lại, quên, nghĩa là chạy tới. Nó có lãng mạn không? Không, nó đâu có điên. Đông lắm. Đông lắm. Không có ai làm dạ, như thế. Không. Ôm nhau nhưng mà không có cảm giác là gọi là chạy ra. Tại vì thực ra hồi đấy là cũng hơi trẻ con nên là hơi ngại. Nhìn thấy nhau con thì con ngại, anh ấy thì không ngại nhưng mà con thì con ngại. Nhưng mà con nhìn thì con nhìn ra luôn. Và cái ấn tượng đầu tiên về chồng con khi mà con gặp thì trắng quá. Da trắng quá. Da mặt mà trắng và đẹp hơn cả da của đàn bà. Đấy thì con ấn tượng luôn như thế. Nhưng mà con không ôm chồng. Tại vì nhưng mà anh ôm con. Vâng, thì đi ra một cái là anh ấy ôm. Thế xong rồi là cũng nói qua lại một vài câu có nắm tay nhau xong rồi lúc ấy cảm xúc thế nào cái lúc ấy cảm xúc thế nào đi muốn vọt ra nói ngoài chung là nó con thì con cảm thấy là cái lúc mà mình đã nói chuyện với nhau rồi là mình đã có tình cảm rồi và đến khi mà được gặp nhau thật ở ngoài đời á thì đúng thật là mình cảm thấy là tất cả mọi thứ đều là thật. Đấy, trước đây là mình chỉ được nhìn qua cái camera thôi và bây giờ mình được gặp tận ở ngoài này xong rồi là ôm rồi tay các kiểu coi được cảm nhận được chạm nó cũng khác ạ, nó khác chứ là cảm xúc đấy ạ, khác chứ con run rẩy rồi xong rồi run lắm rồi con run lắm các kiểu đúng không. Rồi tối hôm đó đi xem biểu diễn bài hát tôi yêu nữa đúng không, bài hát yêu thích ạ. Bài hát thích tối hôm đấy đi xem thế xong rồi tự nhiên ngồi ở dưới, bình thường thì là anh này anh ấy chỉ hát cho con nghe qua online thôi và rất hay quay những cái đoạn clip ngồi đấy vừa đánh đàn vừa hát tại tán mà. Nhưng mà hôm đấy thì con ngồi ở dưới con lại nghe cái bài hát mà anh hát đây. Con ấn tượng nhất là cái bài hát Hà Nội gì nhỉ trong nhỉ, bài đấy rất là hay và con rất là thích. Không cái bài gì về Hà Nội á, Hà Nội của tôi á, Hà Nội của tôi. Thế là tự nhiên con ngồi dưới con nghe phát con bảo đây rồi, thế này thì chắc không bỏ được rồi. Đấy con nghe xong con bảo là cái cảm giác mà nghe kiểu nghe thật ý, bởi vì là thực ra con lại là một người làm nghệ thuật thế nên là con lại rất là thích những cái gì đó nó liên quan đến nghệ thuật thì mình cảm thấy là nó sẽ phù hợp với mình và sẽ có sự đồng cảm và thấu hiểu nhau nhiều hơn. Nghe xong phát là cảm thấy yêu hơn nhiều. Và bây giờ con có muốn nghe lại cái bài đó không, hát trích đoạn một câu thôi cũng được không? Sương Sơn con vẫn thích mà, tại vì từ lâu lắm rồi là trước đây thì con hay đi nghe chồng con hát lắm nhưng mà từ khi yêu và lấy về rồi là con bị lười con không đi nữa. Thôi bây giờ nè, nhân cái cơ hội đến với chương trình này, thôi bây giờ Sương Sơn hát lại một vài câu trong bài hát đó thôi. Đúng rồi, chuẩn đi đã. Tái hiện lại. Đó. Tại bài này cũng khá lâu rồi, chúng con không nhớ. Con sợ là con quên. Vài câu thôi. Con hát một cái bài nào nó ca ngợi tình yêu đi. Rất là nhiều bài. Hoặc là cái bài nào mà con tâm đắc nhất, con thích nhất ạ. Con nhiều, con thì rất nhiều bài, con đi diễn rất nhiều bài. Bắt đầu. Con xin hát một bài, một đoạn điệp khúc ở trong bài Yêu là tha thứ của nhạc sĩ Olysee. Olysee đó. Bài đấy con cũng thích. Tình yêu như món quà, khi có nhau đừng quên là từng vui khóc cùng nhau mà cớ sao ta lại muốn cách xa. Tình yêu vỡ tan cứ quay đầu lại phía sau, xem ai đã đang kề cạnh ta lúc đau. Tình yêu sao khác thường, đôi lúc ta thật kiên cường. Nhiều người trách mình điên cuồng, cứ lao theo dù không lối ra. Một khi đã yêu trái tim bằng lòng thứ tha cho quá khứ hai ta từng đi qua. Giống y như Lam Trường. Em định nói đó. Giống Lam Trường. Trời ơi. Giống lắm mà cô lắm. Để chú sẽ có ý kiến lên chương trình mà gương mặt thân quen á. Rồi sao mà có làm á sẽ mời Xuân Sơn tham gia. Thì con chỉ cần mà giả Lam Trường thôi là giống liền. Riêng giả Lam Trường với giả Lam Trường là còn hâm mộ lắm. Sương có sức ngà. Giống liền. Giống lắm. Cái cách hát cái feel của con á giống chú Lam Trường lắm luôn. Nên mời chú Lam Trường hát chung với con trong một dự án bảo đảm thành công liền nha. Rồi. Còn như sao? Cái cảm nhận của con khi mà con nghe ảnh hát cái bài nãy. Rồi là ngon rồi. Vẫn như ngày đầu. Vẫn như ngày đầu. Vâng. Đây là của tôi rồi. Đúng. Rồi. Đêm đó coi xong rồi sao? Đúng rồi, đó chị đang muốn hỏi đó. Cái hôm mà coi xong. Coi xong rồi đi đâu? Có về nhà không, có đi đâu? Cái chương trình đó là cũng kết thúc muộn. Thì hôm đó xong một cái thì là anh có đưa con đi ăn và là bọn con có đứng ở ngoài cửa nói chuyện với nhau một tí thôi. Nói chung là đến cái buổi ngày hôm đó xong thì thấy là rất là cuốn rồi. Rất là yêu rồi và trong đầu nghĩ là bây giờ làm thế nào nhỉ, có cái cớ gì để mà ông hiểu lại thêm vài ngày nữa. Tại vì là sau khi mà hát xong thì là tối ngày hôm sau là anh ấy đã bay vào rồi. Đó thì nói chung là con cũng rất là mình cảm thấy rằng là mình gặp ai lần đầu tiên và mình đã bị ấn tượng ngay bởi lần đầu rồi thì mình cảm thấy là cũng có thể là mình xác định được, mình xác định mình yêu tử tế được. Nhưng mà rồi sau đó tụi con yêu xa bao lâu? Tụi con yêu xa khoảng tầm 6 tháng.
đó. Với là gặp nhau là sau 2 tháng gặp nhau này. Tầm 4 tháng sau con trai. 4 tháng sau là cưới luôn. Không, là con đúng không? 9 là đầu tiên là từ tháng 9 đúng không? 6 à tháng ơ. 9 10 11 12 là vâng tầm 4 tháng sau ạ. 4 tháng sau. Xa 4 tháng. Thì lúc đó là một đứa bay vào hay là một đứa bay ra? Con quyết định là bay ra. Về Hà Nội là về Hà Nội. Ở vì nhà con quê con ở Hải Phòng. Thế nên là con nghĩ là thôi. Bây giờ yêu như này rồi, cuốn quá rồi thôi, đi về Hà Nội. Đi về Hà Nội. Đi về Hà Nội. Vừa gần tình yêu của mình này, vừa gần bố mẹ mình. Về cũng dễ mà bố mẹ lên thăm cũng dễ. Thôi, về. Rồi cái đợt không bây giờ em không phải nhiều chuyện mà em muốn hỏi thăm cho nó tới luôn. Tức là cái bữa mà ra hát đó là có nghĩa là có ở lại thêm 2 ngày nữa không? Hôm đấy có. Con lùi vé. Rồi cái đêm đó. Rồi cái đêm đó là có đi riêng với nhau nữa không? Đêm sau chứ. Đêm sau có đi riêng với nhau không? Chỉ đi chơi thôi ạ. Chỉ là chưa có gì đi chơi thôi, tại vì con nói là cái đợt đấy con trẻ con lắm mà, mẹ con thì kinh khủng khiếp. Mẹ con không phải ghê gớm gì nhưng mà mẹ con thì mẹ con giữ con lắm. Rồi bây giờ rồi. Bây giờ đến khi nào mới đi riêng với nhau? Đi riêng với nhau. Đó, và là có, mấy nhỉ? Có lướt qua tất cả mọi thứ rồi nhỉ? Hiểu rồi đó. Tức là nó sâu hơn rồi. Sâu lắm đó. Phá rào đó con, phá rào. Không, hình như là đến khi mà anh ấy quyết định anh ấy đi ra ngoài rồi đó. Đi ra Hà Nội. Ra Hải Phòng đó, đúng không? Hà Nội ạ. Hà Nội. Là vượt rào. Và có sự cố gì không? Không ạ, không. Rất là mượt. Nhưng mà sau đó thì là có bác sĩ có báo cưới không? Ta chưa. Bọn con yêu nhau mãi gần 2 năm rồi bọn con mới cưới mà. Mà trong quá trình tụi con yêu nhau là có lần nào mà giận dỗi mà đòi bỏ nhau không? Ui. Nhiều ạ. Nhiều lắm ạ. Nhiều nhưng mà có một lần rất là gay gắt. Rất là. Lý do? Tại vì là anh ấy hẹn con đi ăn buổi tối. Anh ấy hẹn con là 7 rưỡi qua đón con. Nhưng mà hôm đấy đến 8 rưỡi con chẳng thấy anh ấy đâu cả. Xong rồi là con gọi điện cho anh ấy cũng không được. Thế là con nghĩ bảo, ủa sao ấy nhở? Yêu mình mà đi ra hẹn hò với mình mà lại sai hẹn. Bởi vì tính con thì con rất là ghét cái sự chờ đợi. Con làm việc thì con kể ở trong công việc hay là kể con đi chơi con hẹn hò thì con rất là ít khi mà con cao su. Trừ khi là ví dụ mà con có bất kể một cái vấn đề nào đó, sự cố nào đó thì con luôn luôn phải gọi lại cho người ta để mình có lý do. Thế là hôm đấy con, cô chú biết là cái cảm giác mà lúc mà mình mới yêu á, thì mình lúc nào mình cũng chỉ muốn người yêu mình cứ phải nhanh nhanh chóng chóng để mà đến với mình thôi. Thế là hôm đấy là rất là hào hứng, make up, trang điểm, quần áo, váy các kiểu chuẩn bị trước hàng tuần rồi. Bởi vì là cái đợt đấy, cái đợt cãi nhau đấy là cái đợt mà anh ấy cũng, anh ấy chưa ra hẳn Hà Nội. Đó, thế là con dỗi. Hôm đấy là đến, xong rồi đến giải trình hết tất cả mọi thứ con dỗi, còn nói chia tay luôn. Rồi anh sao? Chia tay luôn. Rồi anh có chia tay không? Thì trong lòng con là con chỉ nghĩ là thôi, con nói để gọi là dọa dọa thôi. Để mà cho biết để lần sau đừng bao giờ lặp lại nữa. Thì anh ấy bắt đầu tuôn ra những cái câu nói làm cho mình xúc động này kia, nhưng mà con nhất quyết là con không, bởi vì tính con từ trước đến nay rất là kiên định. Và con dỗi là kiểu con dỗi là dỗi hẳn một lần cho biết luôn. Thế ra bắt đầu là ngồi nói chuyện một lúc thì bắt đầu anh ấy đi về thì lúc đấy chắc anh nghĩ rằng là con lúc đấy là có thể là do con tức thôi nên là con mới nói chia tay thôi. Thì bắt đầu về là bắt đầu dỗ này kia thì nghĩ là sẽ là xong, bởi vì cái lý do thì nó cũng không phải là quá làm gì nghiêm trọng. Thế đến 12 giờ đêm thì anh ấy nhắn tin, thì lúc đấy con chưa ngủ. Thế anh ấy hỏi con một câu là thế thôi nhé, mình bỏ qua cái câu chuyện này, không dỗ nhau nữa. Bởi vì mình yêu xa đã thiệt thòi rồi. Thì ngày mai sẽ đền bù cho em. Thế là con nói luôn, con vẫn nhất quyết là không, em không chấp nhận. Cứng rắn quá. Vâng, con cứng luôn. Con cứng luôn và con nói luôn là em vẫn lựa chọn quyết định đó chính là chia tay. Và bây giờ mình sẽ chỉ là bạn thôi. Thế là tầm khoảng chưa đầy 10 phút cô chú ạ, đã bấm máy cho con là anh đang đứng ở trước cửa nhà em rồi. Làm gì? Phong đến rồi. Đến rồi, tức là đến để xin lỗi. Và là nếu như là em mà không tha thứ cho anh thì anh sẽ ở đây đến hết đêm. Và anh chờ đến hết ngày này ngày kia, kể cả là bố mẹ em có ra anh vẫn đứng ở đây. Thế là con bắt đầu con bảo, mà mẹ con ngày xưa thì ghê chứ. Tức là mẹ con giữ con quá, mẹ con tức là luôn luôn nghĩ con là trẻ con ấy. Thế là cứ bảo con là không, chia tay cũng được nhưng mà cho anh xuống anh nói chuyện một lần nữa cho nó rõ ràng. Con bảo không, bây giờ đêm rồi em không xuống được. Em còn con còn nhiều cái con còn nói mà mẹ em giết em đấy. Anh đừng làm khó em, mẹ em giết em đấy. Thế xong bảo thôi cứ đi về đi, nói chuyện gì thì để ngày mai nói. Tiếp theo như nào nhỉ? Ngày hôm sau. Xong sau thì lại con lại sang luôn từ sáng. Tức là đêm đó là con kêu anh về. Vâng, con kêu anh về và con bắt anh ấy phải về. Rồi về. Rồi ngày hôm sau. Đêm hôm đấy như nào? Về thì cảm xúc như nào? Thì buồn chứ, buồn gọi là buồn thối ruột luôn. Rồi sao nữa? Qua ngày sao? Nghĩa là đến sáng con nghĩ là con ngủ được trong tầm 1 2 tiếng rồi đấy, đến tầm thiếp đi một tí rồi đến sáng rồi tầm 7 sáng con đã sang đấy rồi. Qua đứng nữa, đứng để chờ đến giờ mà ăn sáng là dậy là chắc chắn sẽ phải xuống rồi. Mà có sư cô vô nhà không? Không, đứng ở cửa. Cái đợt đó là con vẫn đang đi học ạ. Thế nên là ông này ông ấy biết cái giờ giấc học của con buổi sáng. Thế là ông ấy qua buổi sáng rồi là ông ấy lại nhắn tin cho con là thôi để anh đưa em đi ăn sáng thì thôi bây giờ mình chia tay thì mình vẫn làm bạn thì anh lại đưa em đi đến trường. Thì vẫn đưa đi đến trường bình thường. Rồi sao? Rồi là
bây giờ vợ thầy kể tiếp nhá. Thế xong rồi là đến chiều khi con đi học về, đón con về rồi thì anh ấy bắt đầu anh ấy nói là anh với em ra đây nói chuyện với nhau một tí. Thì hai vợ chồng mới đi ra, con với anh ấy mới đi ra một cái quán cà phê. Thì là anh ấy nói là thôi cho anh xin lỗi, anh nghĩ là đến ngày hôm nay em nguôi nguôi rồi, thì cho anh xin lỗi và anh sẽ hứa là sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Nhưng mà con vẫn cương quyết là không. Cứng quá. Cứng luôn, bởi vì cứng luôn một lần cho biết. Vừa mới nói chia tay hôm qua mà đến hôm nay lại đồng ý. Bỏ qua thì lại không được. Thế xong ông này bắt đầu, mình thấy ông ấy ngồi mặt đần thộn ra. Xong rồi bắt đầu lại thấy khóe mắt lại cay cay chứ. Kiểu hơi bắt đầu rớm rớm rồi, rớm rớm rồi. Tại vì con cứng lắm. Thế xong rồi bảo với con là thôi được rồi, bây giờ em muốn chia tay cũng được, nhưng mà em có thể cho anh một cơ hội để anh sửa sai. Tức là anh muốn đưa em đi chơi ngày hôm nay thật trọn vẹn, và xong rồi đó thì là chúng mình có thể chia tay nhau cũng được, anh chấp nhận là chúng mình là bạn. Thì con nghĩ thôi, một hồi sau thì con nhìn thấy mặt cũng tội tội, tại vì thực ra là ông ấy biết tính con, là tính con rất hay là kiểu bị xúc động. Tức là mình rất là dễ yếu lòng. Bất kể một cái câu chuyện nào đó cứ đánh vào tâm lý của mình thôi là mình có thể mình nhũn xuống ngay được, động lòng đó. Vâng, động lòng luôn. Thế là con đồng ý đi chơi. Thì tối hôm đấy đi chơi thì cũng cho con khá là nhiều bất ngờ. Đưa con đi thì dắt đến một cái bàn gọi là trải đầy hoa hồng ra, xong rồi có một cái bánh. Thế xong rồi là đi đưa con vào ăn uống. Nói chung là xong rồi lại tặng hoa cho con nữa, và rất là bất ngờ. Xong rồi tiếng nhạc thì du dương, thì tự nhiên mình lại cảm thấy rung động quá trời. Thế xong rồi bắt đầu làm tự nhiên thế nào lại quên hết đi tất cả những cái chuyện ngày hôm qua. Thế xong rồi, thế đến cuối ăn xong rồi đi xem phim. Đi xem phim xong rồi lại đi lượn lờ. Và cuối cùng là anh ấy đỗ lại ở Hồ Tây. Và anh ấy có ngồi nói chuyện với con. Anh bảo là thôi, tha thứ cho anh, anh biết là anh sai rồi và sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Thế là thôi, tự nhiên con lại ôm chầm anh ấy luôn. Coi như là coi như là chia tay nhau đến tận chia tay nhau đến tận một ngày. Dạ vâng, quá tải rồi. 24 tiếng đấy cô. Đấy, thì tận một ngày mà lại. Nhưng mà sao mà con sắp xếp hay vậy ta? Kỳ công luôn á. Vâng, thì lúc đấy là sức mạnh của tình yêu thôi, bởi vì hồi đấy là chả yêu ai ngoài cô ấy cả. Đặt hết niềm tin vào đấy rồi, thôi thì con lại bị nặng tình nữa. Thôi thì làm hết tất cả để được quay lại. Sợ là vì sợ, trong lòng sợ chứ là sợ lắm. Cái lần chia tay đó là dài nhất ra con. Thì đến tận một ngày mà lại khổ quá. Thực ra là có những cái ngày mà đấy là chia tay được mới yêu đấy ạ. Còn đến khi lấy nhau về rồi thì chắc là không có lần chia tay nào. Chắc là dài nhất đấy ạ. Thực ra là con với vợ chồng dài con nhất thì... là 24 tiếng đấy. Vâng, bọn con khó chứ, bọn con ít khi nói lời chia tay lắm, bởi vì là thực ra là anh ấy yêu con thì ít khi anh ấy có lỗi lắm, nên là chắc cái lần chia tay đấy là lần ấn tượng nhất. 12 giờ ông chạy qua bên con mà tối hôm đó có nghĩa là chưa tới 24 tiếng. Thôi cứ cho như là 24 đi, em phân tích chỉ cho nó mệt vậy. 24 tiếng. Rồi bây giờ hai đứa quen nhau như vậy là bao nhiêu lâu thì tụi con làm đám cưới? Tầm gần 2 năm ạ. Gần 2 năm. Vâng. Suôn sẻ hết, gia đình hai bên chắc là dạ coi như là không có ai có ý kiến gì, bởi vì tụi con quá xứng đào xứng két. Nam thanh nữ tú đúng không? Đó không rồi là không có gì lắm ạ. Không bị gia đình phản đối gì đâu ạ. Kể cả từ khi mới yêu cho đến khi mà lấy ạ. Thế cái đứa bé mà 8 tuổi đó thì là nó ra đời là tức là nó hình thành là trước hay là sau khi làm đám cưới? Sau khi làm đám cưới chứ ạ. Sau khi làm đám cưới xong là có bầu liền. Có bầu liền. À không. Con có bầu trước khi cưới ạ. Là vâng, thì con có bầu trước khi cưới, thì sau khoảng 3 tháng thì bọn con mới bắt đầu lấy nhau. Thế thì cái lúc mà con phát hiện là con có bầu, con sợ không? Cả hai đứa như thế nào? Sợ ạ. Thực ra sợ. Là cái khoảng thời gian mà con có bầu ấy thì là hai bên gia đình chúng con đã cho bọn con đi qua lại với nhau rồi. Và cũng đã nói xin hai bên gia đình, thì hai bên gia đình cũng đã đồng ý cho bọn con là tại vì cái thời điểm đấy là con đang học nốt cái bằng đại học ở bên Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, con học cái bằng huấn luyện múa để ra trở thành giáo viên ấy ạ. Thì con chỉ còn khoảng tầm 6 tháng nữa là con tốt nghiệp. Thì mẹ con cũng nói là bây giờ con cứ học xong đi đã, học xong thì là mẹ sẽ đồng ý cho hai đứa cưới. Thì lúc đó là còn khoảng 4 tháng là con tốt nghiệp thì con phát hiện là mình có bầu. Và nó lại là một cái sự cố ngoài ý muốn luôn ấy ạ. Tức là phòng tránh rồi mà nó vẫn dính được. Và khi mà bọn con đi lại với hai bên gia đình như thế thì hai bên gia đình cũng không cấm cản gì cả. Vì cũng đã xác định luôn là đúng con rồi. Chỉ cần chờ con học xong thôi. Có nghĩa là cái đứa đó là nó phải là con của tụi con. Dạ vâng, tức là con tránh được cũng được. Con không có cái chủ đích là để mà có để mà cưới luôn. Mà cái đấy nó cũng là rất là như kiểu cái duyên đến ông trời cho thì mình phải đón nhận nhá. Thì con vẫn còn nhớ là lúc đấy con còn không biết là con có bầu đâu. Bởi vì con vẫn nhớ là cái khoảng thời gian khi mà con bắt đầu cái khoảng thời gian mà con dính rồi á là con còn vẫn còn thi, mà cô chú ơi con là con theo chuyên ngành múa ba lê, đi mũi cứng này, rồi là nhảy như các kiểu trên sàn quay nhảy vẫn còn như rất là bình thường. Và đến khi đi khám bác sĩ ông bảo rồi ôi đấy, cái đứa đấy là cái duyên nó phải đến đấy, chứ đúng quay rồi. Nhảy như thế thời gian đầu là rất là nguy hiểm. Mà may thế nào vẫn ok. Là duyên á. Nhưng mà là đứa bé trai hay bé gái đầu? Dạ, bé gái. Bé gái. Mà lúc tụi con sanh nó ra tụi con làm ăn được đúng không?
Dạ vâng, nói chung là cũng hợp cô chú ạ. Sanh nó ra cái là bắt đầu mình mọi thứ mình hanh thông các thứ là đúng là bắt buộc cái số nó phải làm con đúng của rồi có nghĩa là được công việc của con phải là hoạt động liên tục mà với những cái thế rất là khó như vậy mà vẫn còn bám. Tức là kiểu tức là cái thời điểm đấy cô chú biết là làm cái nghề diễn viên múa thì rất là vất vả, và cái thời điểm mà con thi thì con lại còn phải ngày nào con cũng phải lên để con chạy bài và nhảy quần quật trong vòng 60 phút đến 90 phút cơ. Mình vừa múa mình vừa nhảy xong rồi mình còn đi mũi cứng. Tóm lại là mình vận động nó rất là nặng. Mà như bình thường thời gian đầu là đến những cái người phụ nữ mà dù người ta xách nặng hoặc người ta làm những cái công việc nặng ấy, người ta còn phải kiêng. Đúng rồi. Đây mình lại vận động kiểu hùng hục hùng. Thật ra là mình không biết. Nhưng mà cái lúc mà con biết con mang thai như vậy á thì thật sự là con có sợ không? Con sợ. Và con có cái suy nghĩ tiêu cực gì với nó? Con có, con sợ lắm. Con lúc đấy nói thật với cô chú là khi mà con phát hiện ra ấy thì con run lắm, bởi vì là con biết tính mẹ con. Mẹ con thì rất là nghiêm khắc, chiều con thì rất là chiều nhưng mà mẹ con rất là nghiêm khắc. Và con sợ rằng là con bị ảnh hưởng đến việc học. Tự nhiên mình đang học xong thì mình lại bị bảo lưu thì nó rất là khổ, nó rất là khó ấy. Thế xong rồi là con đã nghĩ trong đầu, con nói chuyện với cả anh Sơn, con bảo là thôi, hay là bây giờ em nghĩ là anh đưa em đi bỏ đi. Tại vì là bây giờ thứ nhất là em chưa học xong. Thì em cũng lo ảnh hưởng đến việc học, bởi vì mình học trong vòng 3 năm mà tự nhiên bây giờ mình lại bảo lưu. Xong mình lại mất thêm thời gian mà không đảm bảo được cái chất lượng. Rồi sao, chồng con có... Nhưng mà đúng cái không? lúc mà con nghe biết vợ con có bầu, con cũng có cảm xúc giống vợ không, hay là con cũng lo chứ. Thì lúc đấy nhưng mà con có ý nghĩ giống như vợ không? Lúc đấy thì con nghĩ đầu tiên cũng lo sợ, xong cuối cùng là mình là đàn ông mà mình phải quyết tâm đi về nói chuyện với mẹ vợ. Và sau khi nói chuyện thì bị mẹ phản ứng không? Ôi rồi một trận té tua luôn ạ. Lôi đình luôn ạ. Mắng hai vợ chồng luôn. Mắng luôn. Ôi con sợ quá, con không dám về. Con đi học thì ông này ông bảo là thôi để anh về anh thưa chuyện với mẹ. Mẹ có đánh mẹ có chửi anh chịu hết, anh nhận hết lỗi về mình. Mới đầu bảo là không biết là bây giờ xong rồi hai đứa còn ngồi với nhau là không biết bây giờ về thưa chuyện với mẹ như thế nào. Thế bây giờ chồng kể tiếp đi. Sau lúc đấy là con lúc đấy là vợ con không có nhà, lúc đấy vợ đi học. Con đến con bảo là mẹ ơi, con có chuyện muốn nói với mẹ. thì lúc đấy là chắc là mẹ cũng đang phán đoán rồi và bình thường làm gì có chuyện gì. Tuy nhiên hôm nay là thấy quan trọng hóa vấn đề thì mẹ con muốn nói chuyện với mẹ. Bắt đầu có chuyện gì nói đi. Đấy, con Trang là có bầu rồi mẹ. Úi dồi ôi. Mày làm cái gì đấy, sao lại thế? Nó đang học cơ mà. Mày này thì kia chết à. Mày giết tao à. Ghê lắm ạ, ghê lắm. Nhưng mà mẹ có bắt bỏ không hay là mẹ có cô dọa bắt bỏ. Chồng con kể lại là lúc mà nói ra một phát ấy. Ôi trời ơi, tại sao lại như thế này? Tao đã nói chúng mày như thế nào rồi? Tao đồng ý cho cưới nhưng mà tại sao lại chưa học xong mà tại sao lại bị dính như thế này? Sao chúng mày ngu thế? Chúng mày không biết bảo vệ cho nhau à? Các kiểu nói chung là nói một thôi một hồi. Xong rồi mẹ con gào ầm lên, mẹ con bảo là họ con Trang về đây, tao phải dắt nó đi bỏ ngay. Đấy, tức là dọa như thế ạ. Rồi cuối cùng thì sao nào? Cuối cùng là tại sao lại quyết định giữ lại? À không phải ạ, tức là bà ấy thì rất là yêu thương con cháu. Bà thì nói như thế thôi, nhưng mà đến chiều hôm đấy con về thì là cái bác hàng xóm bán nước ấy ạ, bác ấy biết chuyện, bác bảo thôi Trang ơi đừng lo. Mẹ đang chạy sang bên chùa để xem ngày cưới cho chúng mày rồi. Tức là sáng thì nói là bắt con đi bỏ nhưng mà chỉ là vì tức và chắc là muốn giăn mặt ông này thôi. Thế xong rồi chiều là đi sang bên chùa để xem thầy chùa ngày giờ lễ cưới luôn cho chúng con. Nhìn đôi mắt rưng rưng không? Dạ vâng. Đấy thế là đồng ý ạ. Vâng, đồng ý thì. Rồi thôi bây giờ mình chuyển sang cái phần kia đi chị ạ. Chương 2. Đó, tới cái là sau khi hấp dẫn nhất đó. Sau khi lấy nhau về rồi thì sao nè? Hai mặt con rồi. Thì nói chung là có những cái tật xấu nào không nè? Cái phần này con xem rồi đúng không? Dạ vâng, con xem tật xấu rồi. Sao có tật thôi, xấu bây giờ cho chồng tật con nói trước nếu mà nói về tật xấu của vợ con thì thực ra cũng không nhiều lắm đâu, bởi vì là con quen rồi. Con quen cái tật xấu rồi. Vợ con thì hai kiểu giận dỗi vu vơ, nhưng mà không phải vu vơ bình thường đâu. Vu vơ theo kiểu cấp độ, kiểu là cấp độ giật cấp 7, cấp 8. Vu vơ nó kiểu là mình còn không nghĩ ra được cái vu vơ đấy là thật nữa. Ví dụ như kiểu là đến bữa ăn cơm thì cô giúp việc dọn hết cơm rồi. Vợ con đi làm về mệt thì nằm trong phòng, thì con nghĩ là thôi mệt thì cứ để nằm trong phòng, mình nghĩ mình thương thôi để nằm trong phòng một tí ra ăn sau. Thì cũng bảo con gái là con ơi con vào con bảo mẹ con dậy ăn cơm đi, cứ nói một câu để cho ấy cho nó có mời lời mời này kia. Thì con vào con bảo mẹ đi ra ăn cơm đi, xong rồi con gái con vào hỏi mẹ ra ăn cơm thì vợ con nói là thôi mẹ hơi mệt tí mẹ ăn sau. Thì con nghĩ rất con không nghĩ gì cả, con nghĩ rất bình thường, thôi mệt thì nghĩ trong đầu thôi mệt, thế con ơi con ra đi để mẹ đang mệt tí ăn cơm sau. Thì mấy bữa con ăn cơm trước, xong rồi tí con vào con bảo là thôi bây giờ đỡ mệt chưa ra ăn cơm. Không thấy nói gì, im lặng. Ngủ. Im lặng là rất sợ, con đoán à? Chết rồi, cái gì đấy? Có biến, làm có biến. Làm sao đấy? Không, vẫn không nói gì. Giận luôn. Ôi sao? Đấy, con bảo con, cái sao này sao nhỉ? Cái gì nhỉ? Mình làm cái gì nhỉ? Lúc ấy mình nghĩ à,
mình làm cái gì chẳng, mình cũng nói chuyện xong mình cũng bảo con mình vào hỏi han ra ăn cơm cũng quan tâm rồi mà. Khi mệt đó là phải chồng vào. Đúng rồi, đấy. Rồi chồng ơi. Vào. Cô nói không sai một tí nào đấy chưa? Anh thấy chưa? Tâm lý của phụ nữ phát cô đọc ra ngay. Đúng không ạ? Mình phải vào chứ tại sao lại bảo con? Tức con là làm sao mà được? Mình chỉ cần vào mình hỏi tiếng thôi là em ơi em mệt à. Thôi thì đôi khi thì nhờ con một tí cũng được. Tức là chồng con nghĩ là cái lúc đấy là rồi, đã chồng... là vợ chồng rồi thì có những cái nó không cần phải kỹ quá những cái thời mà mới yêu. Nhưng mà vẫn giỏi đúng không? Con phải rồi. Rồi. Tức là tính là hay dỗi rồi, một cái gì hay giỏi. Cái gì nữa? À đi ngủ mà quên không hôm. Là hôm sau dậy bị giận luôn. Là vẫn thế trong cái trường phái đấy là vẫn hay dỗi đấy, là vẫn là mà, cái tật đấy rồi. Trước khi đi làm mà không hôn thì cũng là bị là dỗi luôn, đại khái là như thế. Mà đi đường chẳng may đi vào chỗ sóc cũng dỗi, dỗi luôn. Tức là tình thấy rồi không biết trước được cái đấy hay là cái hố mà chẳng may cái đập bùng phát vào á. Anh cứ đi cái kiểu gì ấy nhỉ? Thế mà không biết nhìn nữa, xong cứ đi vào đau. Rồi còn chuyện gì nữa? Khổ đấy, vợ con chỉ mỗi cái tật xấu, mỗi cái tật đấy thôi. Nhưng mà có dễ nguôi không? Có dễ hết dỗi không? Dễ, có nghĩa là cũng dễ dỗi nhưng mà có những lần thì phải một ngày mới hết dỗi. Khổ thế. Kinh khủng lắm vậy. Có những cái lần đập phá đồ. Ồ, vâng. Sao cái lần đập phá đồ là do lý do gì? Con bị lên cơn điên lắm. Đâu, cái lần đập phá đồ. Đập phá đồ là cái lần gần đây nhất đi. Cái lần mà không dỗi, không vào hỏi han vợ là có mệt không, xong rồi có ăn uống gì không ấy. Dỗi nhiều quá quên luôn rồi. Vâng, thì dỗi nhiều quá rồi thì con. Có nghĩa là không vào là tức đập phá luôn. Nói chung á là cái tật đó là cái tật không gọi là không được tốt lắm. Thế con có mong muốn vợ con giảm thiểu cái không, nhưng mà cô ơi, cái tầng, gọi là cái level đó xuống con, không? Con xin chia sẻ một chút ạ. Tại vì là thực ra ở đây con cũng muốn chia sẻ luôn, không mọi người lại hiểu lầm con, mọi người lại tưởng con ghê gớm quá. Thực ra là đến ngày hôm nay thì con cũng chia sẻ thật, tức là sau khi mà con sinh bé thứ hai xong được khoảng 3 tháng thì con bắt đầu con bị mắc cái chứng trầm cảm và rối loạn lo âu ạ. Tức là cái tâm lý của con nó rất là hay bị bất ổn định và con là rất hay bị cáu, rất hay bị buồn, rất hay bị, tức là lúc vui thì vui quá, lúc buồn thì buồn quá. Tức là con bị xuất phát điểm là vì là con có cái bệnh nó về tâm lý như thế. Thế nên là cái việc mà con luôn luôn muốn chồng con phải quan tâm đến con nhiều hơn là có lý do đó. Vâng, đó. Tức là có lý do chứ không, ví dụ nhá, con chỉ ví dụ là với một người khi mà người ta có một cái chuyện gì đó thì người ta vượt qua nó rất là nhanh và người ta coi nó là rất là bình thường. Nhưng với con thì đôi khi con cảm thấy rằng là mình hơi bị tiêu cực. Tức là cùng một câu chuyện thì mình hay bị làm quá lên. Nhưng mà cái đấy thì con nghĩ rằng là nó bị ảnh hưởng do một phần là do cái bệnh của con. Chứ còn trước đây thì con không bị như thế. Đấy, con xin phép con chia sẻ và giải thích hiểu. Một chút. Hiểu rồi. Dạ, vâng. Thế là cái đó là mấy năm nay rồi? Bé thứ nhì là mấy tuổi rồi con? Bé thứ 4 tuổi rưỡi ạ. Tức là con bị tầm khoảng gần 4 năm nay. Hơn 4 năm một chút. Nhưng mà bây giờ thì sao? Có cải thiện được không? Dạ bây giờ thì con cũng khỏi được cỡ khoảng 95% rồi ạ. Bây giờ con nói với chồng con đi, cái cách mà cải thiện mà nhanh nhất để cho mau hết giỏi đó là cách nào? Cách nào nhỉ? Con thì con thực ra là cái cuộc sống của vợ chồng con đến thời điểm hiện tại thì con cảm thấy là con bằng lòng. Con rất là bằng lòng rồi. Công việc thì cũng ổn định, thỉnh thoảng thì có một chút sự cố nhưng mà vợ chồng con thì lấy nhau xong là hai vợ chồng cùng nhau làm, cùng nhau đi lên từ hai bàn tay trắng và cùng nhau gây dựng gia đình. Và đến bây giờ thì con cũng rất là bằng lòng với cuộc sống hiện tại rồi, thì con chỉ luôn mong muốn là chồng con luôn yêu thương con thôi. Yêu thương và bảo vệ. Nhưng mà nãy giờ là chưa khui tật xấu của chồng. Đó thì bây giờ sẵn vậy là con nói cái tật xấu của chồng đi rồi con mong muốn chồng thay đổi luôn. Đó. Cho con nghĩ một chút nhé, tại vì con đang vì chồng con không có gì từ xấu. Từ lúc nãy đến giờ con đã nghĩ trong đầu là mình phải chuẩn bị cái tật xấu gì rồi nhưng mà con nghĩ đi, bây giờ cô hỏi chồng là chồng có muốn vợ con thay đổi điều gì không? Con thì thực ra đối với con quá quen với cái tính của vợ con này, quen rồi. Lắm thực ra là lắm lúc là mình không kiềm chế được cảm xúc, mình cũng có cãi qua cãi lại, bởi vì sao? Lắm lúc áp lực công việc này kia thì mình lắm lúc mình bị vô lý quá thì mình phải tức, mình phải nói lại một tí. Lắm lúc là nhịn xong cầm cốc rượu ra ngoài hiên uống mình. Buồn hoặc chán cũng làm gì mà sao lại vô lý thế. Cuối cùng đến nửa tiếng sau, tầm mấy chục phút sau lại nghĩ bảo à thôi, vợ bệnh tâm lý không thoải mái, tâm lý không ổn định thì thôi, mình cũng là thôi vì các con này kia. Bây giờ mình mà còn cãi nhau lại nữa thì cái đó là đúng. Cái mà con tự nhịn, nhưng mà bây giờ cái mong muốn của con kìa, con có muốn vợ con thay đổi cái điều đó không? À, chắc chắn là con mong muốn vợ con đó thay đổi thì giờ ít con hơn. Nói đi, đó. Con nói với vợ con đi. Anh mong em giảm bớt đi khoảng 2 level. Em giảm rồi mà. Thời điểm em giảm rồi, bây giờ anh muốn giảm nữa hả? Anh giảm, thôi giảm thế được rồi thôi. Từng giảm nữa xong chương trình này về giảm tiếp. Rồi bây giờ giảm nữa chứ. Bây giờ tới con đó. Nhà chồng có tật xấu gì nè? Chồng con thì yêu vợ, chiều con này, không cờ bạc, không trai gái. Không tệ nạn. Tật xấu gì nhỉ? À, có một cái này mà con rất là ghét và rất hay cãi nhau về cái vấn đề đó. Tức là mỗi một lần mà có chuyện hay là con cãi nhau một phát là ông im lặng luôn. Ông chặn con tất cả các nền tảng luôn. Chặn Facebook. Chặn hết tất cả mọi thứ. Tức là cái tính của con, tức là lúc mà con điên lên á là con phải nhắn tin,
rồi là con nói này nói kia, tức là con phải xả ra được hết. Thì ông ấy không đọc. Ông ấy xóa luôn tin nhắn. Dài lắm. Ông ấy chặn luôn con. Con nhắn đúng không? Con nhắn ở Zalo thì chặn Zalo, xong con nhảy sang Facebook thì chặn tiếp Facebook. Tinh cái nào cái tinh tinh cái. Là chú hiểu rồi. Yêu cái này bắt đầu. Ôi giời ơi, cái này vào đọc chắc là dài lắm đây này. Có nghĩa là trước đây là con đã từng nhận được rất là nhiều những tâm thơ dài. Con biết trước trong đấy biết gì rồi. Thế con gạt xóa luôn. Bởi vì là mắt không thấy thì tim không đau. Cách tốt nhất để chúng ta không đau là đừng nhìn và đừng đọc. Đừng nhìn. Vâng. Nhưng mà đấy lại là một điểm xấu với con. Im lặng không được mà con không nói lại không được. Con không thích im lặng. Mặc dù con biết là con nói lại thì nó cũng sẽ cãi nhau to hơn thôi, nhưng mà tự nhiên thế nào con cảm giác như kiểu là những cái gì mình nói rồi không có người nghe. Thế nên là con lại cấp độ con lại càng điên lên. Nhưng mà trước cũng đã thử nói lại rồi nhưng không được. Mỗi lần mà huề lại với nhau á, rồi mở chặn á. Dạ. Thấy nó kỳ kỳ đúng không? Ôi làm lúc bình thường mà vẫn chặn. Người nào chủ động mở chặn con mở chặn hay là anh tự động anh mở? Có lần thì con, có lần thì anh. Nhưng mà vậy sao vậy, giờ con muốn chồng con thay đổi điều gì? Đừng chặn. Thực ra là thay đổi thì con không muốn chồng, không cần phải chồng con thay đổi đâu ạ. Tại vì thực ra là con, tại vì bản thân con hiểu được rằng là những cái lần cãi nhau đó thì nó đều xuất phát từ cái việc, tức là con bị quan trọng hóa cái vấn đề đấy lên thôi. Tức là từ do mình hiểu được và mình nhìn nhận vấn đề là nếu như mà lúc đó mà mình bình tĩnh hơn một chút, mình nhìn cái vấn đề nó tích cực hơn một chút thì có lẽ là sẽ không xảy ra những cái lần cãi vã và xung đột như thế. Thì con chẳng cần chồng con phải thay đổi, bởi vì từ bao nhiêu năm nay là kể cả là sau những cái lần cãi nhau đó thì chồng con vẫn, kể cả có đúng thì vẫn thành sai thôi, nên là con không cần phải thay đổi gì cả. Bởi vì mình nói gì cho nó mệt đúng không con? Thôi cãi mình cứ nhận mình sai đi. Thế là chú ấy vào hùa với anh ấy rồi đấy. Con vẫn ok hết. Anh ấy về anh lại sai được. Okay. Không, con biết sao không? Thực ra cái tình trạng của vợ chồng con như vậy á, cô nghĩ là cũng không hay đâu. Tại vì nếu tiếp tục như thế này á, là tại vì con phải nhớ không, ở ngay cả cái trái đất này cũng không vĩnh cửu mà. Dạ, cho nên không đó. Có cái gì là vĩnh cửu hết á. Dạ vâng. Đó, và con nói sao ta, giống như là đối phương á khi, tại vì bản thân khi con làm, con đã tự hỏi rồi, con tự trả lời luôn rồi. Dạ vâng. Con đã biết lý do tại sao lại như vậy rồi. Vâng, con hiểu mà, con hiểu. Đúng không? Dạ vâng. Thì thành ra là như vậy thì cô nghĩ là con cũng sẽ hiểu được cái cảm xúc của cái người đó. Đúng ạ. Đó, thì con có khi nào con nghĩ là chồng con sẽ chịu đựng cái chuyện này được trong bao lâu nữa, thời gian bao lâu nữa? Thực ra là con có nghĩ, tức là cái khoảng thời gian đó ấy, thì nó đã đổ về cái lúc mà con, tức là nó sẽ chỉ xảy ra cái khoảng thời gian mà con bị bệnh nặng nhất. Đó, tức là con bị nặng nhất thôi. Còn khi mà con bắt đầu con ổn rồi thì là con tiết chế được. Và con biết được rằng là mỗi một lần mà mình có một cái vấn đề gì đó xảy ra thì con biết để con tự tiết chế, và nó sẽ không bị lặp đi lặp lại cái vấn đề đó nữa. Đến thời điểm hiện tại thì cũng khá là, thì đó thì cô okay nghĩ rồi. Là khi mà con đã ngộ ra cái điều đó rồi, có nghĩa là con hết bệnh rồi đó. Dạ vâng. Và khi mà con đã hết bệnh rồi á thì mình sẽ không lấy cái cớ là mình bị bệnh để mà mình tạo cho cái không khí nó tương tự như vậy nữa. Vâng. Thì theo cô á, thì khi bắt đầu từ hôm nay đi, con lấy cái mốc là từ hôm nay đi, thì con sẽ bắt đầu con bớt đi những cái giận dỗi không đáng có. Vì nói gì nói cho mình cũng là bà mẹ ba con rồi, đúng không? Và hai con và công việc của đứa nào thì cũng sẽ áp lực giống như nhau thôi. Đúng rồi. Và chồng con á, nếu như con bớt cái giận dỗi đó đi á, thì chồng con cô nghĩ là sẽ có những cái thay đổi theo cái điều đó. Dạ đúng ạ. Chẳng hạn như cô nói, chẳng hạn như cái chuyện mà con không đọc á, thì cũng đúng là thực sự nếu mà cũng tổn thương đó, chứ không phải là không. Cái người, tại vì con phải hiểu là khi mà vợ con viết ra nội mà mình ngồi mình viết thôi đó, là đã mệt rồi, lại còn phải ghi, tức là truyền vào cái nội dung của những câu chữ đó là nó còn mệt hơn đúng nữa. Rồi. Và khi mà mình đã làm được cái điều đó rồi, mình chỉ mong là cái đối tượng mà mình muốn gửi gắm đến á, họ phải hiểu tại sao mình như thế này, tại sao mình phải viết những cái điều như thế này. Thì có thể là con có nói là con hiểu được cái điều vợ con viết là cái gì rồi, nhưng mà chưa chắc phải là như vậy. Bởi vì mỗi một cái lần giận nhau nó sẽ có những cái khác nhau, thành ra là câu chữ nó cũng sẽ khác nhau và cái thông điệp gửi tới chắc chắn nó cũng sẽ khác nhau. Thì thôi bây giờ con cứ đọc đi, ví dụ con không đọc hết cũng được, nhưng mà trong cái tin nhắn là nó có hiển thị cái chữ rip rồi, hiểu không? Là để cho vợ con hiểu là đó, anh cũng đã đón nhận cái điều này rồi. Đó, và từ từ con cũng sẽ sau cái điều đó con sẽ nói cho vợ con biết là em đừng có như thế nữa, em thế này em thế kia, em con phải nói, con đừng im lặng, con đừng tự chịu đựng, con im lặng, con cứ như thế thì là thực ra cái đó cũng không hay lắm đâu. Đến một lúc nào đó con chịu không nổi rồi, tự nhiên lúc hai vợ chồng lại cãi nhau to, rồi lại đi đến cái việc là nó giận dỗi nhau thế này nọ, nó bị uổng đi, nó mất hay. Không ạ, thực ra là bọn con sau mỗi lần như thế thì bọn con cũng tức là cái khoảng thời gian khi mà cái giai đoạn mà con bị bệnh nặng nhất á, thì hai vợ chồng gần như là không có tiếng nói chung, cãi nhau rất là nhiều và cãi nhau liên tục. Nhưng mà đến khi mà đến cái giai đoạn mà con bắt đầu con cảm thấy rằng là mình ok rồi, tinh thần thoải mái rồi, và thực ra là khi mà con bắt đầu con nghĩ được thì con lại không nghĩ là mình bị bệnh nữa. Thì tự nhiên con lại cảm giác là mình rất là nhẹ nhàng. Thì nhưng trong những lần cãi nhau đó thì bọn con cũng không ai im lặng hết. Sau khi mà tức là cả hai khi mà tức nhất
thì cố gắng để cho nó qua hẳn cái thời gian đó. Và hôm sau là hai vợ chồng con có ngồi lại và nói chuyện với nhau rõ ràng đó, để cả hai, tức là cả hai cùng lắng nghe mình đối phương muốn gì. Bởi vì con cũng hiểu được rằng là mình không sẽ mình không thể là mình thay đổi một người quá dễ dàng. Mình chỉ có thể thay đổi bản thân mình trước. Mình thay đổi thì người ta sẽ đúng rồi, thay đúng rồi đó. Đó. Thì đó, thì cho nên là bởi vì là sao nè, hạnh phúc là lựa chọn. Đúng rồi, và đã chọn lựa rồi á thì phải đó, cái điều đó phải là hạnh phúc, chứ đừng để tạo thành cái gọi là cái sự gọi là đem đến cái điều đáng tiếc cho cái sự lựa chọn của mình. Uổng lắm, cuộc đời mình nó nhiều khi chỉ có thể lựa chọn được một lần thôi. Và sau tất cả là chọn yêu thương, chọn hạnh phúc. Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn. Cảm ơn.